Chào tất cả các em. Rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình. Các em thân mến, trong các tiết học trước, các em đã được nghiên cứu về địa lý, kinh tế xã hội của một số vùng trên cả nước. Bây giờ thầy có một số hình ảnh. Các em hãy quan sát và cho thầy biết đâu là hình ảnh thể hiện những nét đặc trưng văn hóa xã hội của vùng miền Tây Nguyên. Các hình ảnh của thầy có như sau. Hình ảnh thứ nhất là lễ hội chọi trâu. Hình ảnh thứ hai là lễ hội đâm trâu. Hình ảnh thứ ba là lễ hội đua bò. Hình ảnh thứ bốn lễ hội cồng chiêng. Hình ảnh số năm là lễ hội thờ cúng hùng vương. Hình ảnh số sáu là lễ hội đua voi. Các em đã có kết quả của mình chưa? Mời các em so sánh với kết quả của thầy nhé. Các hình ảnh được xem là thể hiện nét văn hóa tiêu biểu của vùng miền Tây Nguyên. Đó là hình ảnh số 2, lễ hội đâm trâu của người Bo Nho. Hình ảnh số 4, lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên. Hình ảnh số 6, lễ hội đua voi ở Quảng Đông. Vùng Tây Nguyên có những thế mạnh nào? Việc khai thác những thế mạnh đó ra sao? Mời các em cùng với thầy tìm hiểu bờ 47. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên. Để học tốt bài này, các em cần chuẩn bị một số dụng cụ học tập cần thiết nhé. Các dụng cụ như Atlas địa lý Việt Nam, sách giáo khoa địa lý 12. Nội dung bài học hôm nay chúng ta học gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là khái quát chung. Thứ hai là phát triển cây công nghiệp lâu năm. Thứ ba là khai thác và chế biến lâm sản. Thứ tư là khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi. Bây giờ mời các em vào nội dung thứ nhất, phần khai quốc chung. Mời các em quan sát hình. Đây là phần địa giới của vùng Tây Nguyên. Vùng Tây Nguyên này gồm có 5 tỉnh. Đó là tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng. Với tổng diện tích của vùng khoảng 54,7 nghìn km2. Dân số vùng này khoảng 5,8 triệu người, số liệu được lấy vào năm 2019. Về vị trí địa lý, vùng Tây Nguyên phần phía Tây giáp với họ Lào và Đông Bắc Campuchia. Toàn bộ phần phía Bắc, phía Đông và Đông Nam tiếp giáp với vùng kinh tế duyên hải Nam Trung Bộ. Phía Tây Nam tiếp giáp với vùng kinh tế Đông Nam Bộ. Như vậy, vùng Tây Nguyên là vùng có vị trí địa lý không giáp biển. Toàn bộ phần phía Tây của Tây Nguyên giáp với họ Lào và Đông Bắc Campuchia. Ở vùng biên giới này là nơi cư trú của rất nhiều dân tộc ít người. Chính vì vậy, Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về mặt quốc phòng. Như vậy, các em đã tìm hiểu xong phần khái quát chung. Bây giờ, mời các em qua nội dung thứ hai. Chúng ta tìm hiểu về phát triển cây công nghiệp lâu năm. Phát triển cây công nghiệp lâu năm này chúng ta học gồm có 4 phần chính. Phần thứ nhất đó là điều kiện phát triển. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu về tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của vùng. Thứ ba là chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp lâu năm đối với vùng. Và thứ tư là chúng ta tìm hiểu về phương hướng phát triển. Mời các em vô phần nội dung thứ nhất, điều kiện phát triển. Ở điều kiện phát triển cây công nghiệp lâu năm này chúng ta tìm hiểu ba nội dung chính. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về đất trồng. Thứ hai là khí hậu. Và thứ ba là địa hình. Mời các em vào nội dung đầu tiên, đó là đất trồng. Mời các em quan sát Atlas trong 11. Các em quan sát màu sắc thể hiện trên nền bản đồ kết hợp với bản chú giải. Chúng ta thấy được ở Tây Nguyên loại đất chủ yếu của vùng này đó là đất đỏ bo giòn. Đất đỏ bo giòn là loại đất được hình thành do quá trình phong hóa đá mạ là đá bo giòn. Đất này có đặc tính là có tầng phong hóa sâu và giàu chất dinh dưỡng. Chính vì vậy, nó thuận lợi cho việc phát triển cây công nghiệp lâu năm. Đất đỏ bo giòn ở đây được phân bố trên một mặt bằng rộng lớn,
Chính vì vậy, thuận lợi cho việc hình thành cốt nông trường cũng như hình thành cốt vùng chuyên canh cây công nghiệp có quy mô lớn. Điều kiện phát triển thứ hai mà chúng ta cần tìm hiểu đó là khí hậu. Mời các em quan sát OCLOC trong số 9. Như chúng ta học trong phần địa lý tự nhiên của học kỳ 1, chúng ta biết rằng khí hậu của vùng Tây Nguyên là khí hậu cận xích đạo. Khí hậu cận xích đạo này có nền nhiệt cao, có nhiệt độ trung bình năm trên 25 độ C. Chính vì vậy, rất thuận lợi cho việc phát triển cây công nghiệp lâu năm. Khí hậu cận xích đạo này có sự phân hóa theo mùa, có hơi mùa, mưa và khô rõ rệt. Mùa mưa là từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Mùa mưa kéo dài với lượng mưa tập trung, trên đất trồng là đất đỏ bo giòn, vụn bở, chính vì vậy dẫn đến dễ bị xói mòn. Mùa khô kéo dài dẫn đến thiếu nước trong mùa khô, thiếu nước trong sản xuất và sinh hoạt, và mực nước ngầm hạ thấp gây khó khăn cho việc công tác làm thủy lợi. Ngoài ra, khí hậu của vùng Tây Nguyên còn có sự phân hóa theo độ cao, có cao nguyên thấp có khí hậu khó nắng, có cao nguyên cao có khí hậu tương đối mát mẻ. Bây giờ thầy mời các em tìm hiểu qua nhân tố thứ ba, đó là nhân tố địa hình. Tây Nguyên là một vùng của hệ thống có cao nguyên xếp tầng. Mời các em quan sát OCLOC trong 28. Có cao nguyên xếp tầng của vùng Tây Nguyên như cao nguyên Công Tâm, cao nguyên Pleiku, cao nguyên Đắk Lắk, cao nguyên Mơ Nông, cao nguyên Di Linh, cao nguyên Lâm Viên. Và có cao nguyên xếp tầng của vùng có sự phân hóa theo độ cao. Có cao nguyên có độ cao thấp như cao nguyên Công Tâm, cao nguyên Đắk Lắk có độ cao khoảng từ 400 đến 500 m, có khí hậu khó nắng, thuận lợi cho việc phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới. Có cao nguyên có độ cao cao như cao nguyên Pleiku, cao nguyên Mơ Nông, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh có độ cao từ 800 đến 1000 m trở lên, có khí hậu tương đối mát mẻ, thuận lợi cho việc phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới. Như vậy, các em đã tìm hiểu xong phần điều kiện phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng. Bây giờ thầy mời các em qua phần tiếp theo, đó là tình hình phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng. Mời các em quan sát OCLOC trong 19. Các em quan sát màu sắc của OCLOC thể hiện trên bản đồ kết hợp với bản chú giải. Chúng ta thấy được hầu hết các tỉnh của vùng Tây Nguyên có tỷ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng có tỷ lệ hầu hết là trên 50%. Chính vì vậy, chúng ta thấy rằng Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước, mà cụ thể là đứng thứ hai của cả nước. Với cơ cấu cây trồng rất đa dạng, ví dụ như cây cà phê, cây cao su, cây hồ tiêu, cây chè. Và các cây trồng này được phân bố thành các vùng chuyên canh. Bây giờ, mời các em tìm hiểu một số loại cây công nghiệp tiêu biểu của vùng. Đầu tiên, mời các em tìm hiểu cây cà phê. Cây cà phê là cây quan trọng số 1 của vùng. Đây là vùng có diện tích trồng cây cà phê lớn nhất cả nước. Hiện nay ở vùng Tây Nguyên có khoảng 577.000 hecta trồng cây cà phê, chiếm khoảng 88% tổng diện tích trồng cây cà phê của cả nước. Cây cà phê của Tây Nguyên có hai loại chính: cây cà phê chè và cây cà phê vối. Cây cà phê chè là loại cây cà phê ưa khí hậu mát mẻ nên phân bố ở các cao nguyên có độ cao lớn, ví dụ như ở tỉnh Kon Tum, ở tỉnh Gia Lai và ở tỉnh Lâm Đồng. Cây cà phê vối là cây cà phê ưa khí hậu khó nắng, phát triển ở các cao nguyên có độ cao thấp như ở cao nguyên Đắk Lắk. Đây là hình ảnh cây cà phê chè. Và đây là hình ảnh cây cà phê vối. Hiện nay, Đắk Lắk là tỉnh có diện tích trồng cây cà phê lớn nhất của vùng Tây Nguyên với khoảng 205.000 hecta và chiếm khoảng 42% tổng diện tích trồng cây cà phê của vùng. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong cây cà phê. Bây giờ mời các em qua loại cây thứ hai, đó là cây cao su. Đây là vùng trồng cây cao su lớn thứ hai của cả nước sau vùng Đông Nam Bộ. Cây cao su của vùng phân bố tập trung chủ yếu ở ba tỉnh, đó là tỉnh Kon Tum,
tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Gia Lai là tỉnh có diện tích trồng cây cao su lớn nhất của vùng với khoảng 100.000 hecta trên tổng thể, trên 256.000 hecta trồng cây cao su của vùng. Tiếp theo là cây chè. Đây là vùng trồng chè lớn thứ hai của cả nước sau vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Cây chè ưa khí hậu khó mát mẻ nên chủ yếu tập trung ở tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra còn phân bố ở tỉnh Gia Lai. Lâm Đồng là tỉnh có diện tích trồng chè lớn nhất của cả nước và chiếm khoảng 20% tổng diện tích trồng chè của cả nước. Như vậy, các em đã tìm hiểu xong phần tình hình phát triển. Bây giờ thầy mời các em qua phần tiếp theo, phần ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng. Ý nghĩa thứ nhất đó là sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó đặc biệt là tài nguyên đất trồng và tài nguyên khí hậu. Thứ hai là thu hút được hòn vọn lao động từ khắp mọi miền của đất nước đến với vùng này. Và thứ ba nữa là tạo ra một tập quán sản xuất mới cho người đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Trước đây, người đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chủ yếu sản xuất theo hình thức du canh, du cư, đốt rừng lồn rẫy. Tuy nhiên, với sự phát triển của cây công nghiệp lâu năm đã dần dần xóa bỏ được hình thức sản xuất đó của người đồng bào các dân tộc. Việc phát triển cây công nghiệp lâu năm có nhiều thế mạnh và bên cạnh đó cũng có nhiều hạn chế. Để khắc phục những hạn chế và phát huy thế mạnh về phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng, vùng cần phải có những cái phương hướng. Mời các em qua phần tiếp theo, đó là phương hướng phát triển cây công nghiệp của vùng. Phương hướng thứ nhất đó là hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp. Phương hướng thứ hai là mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp. Trong mở rộng trồng diện tích trồng cây công nghiệp cần phải có kế hoạch, có cơ sở khoa học đi đâu với việc bảo vệ rừng và phát triển thủy lợi. Bên cạnh đó cần phải đa dạng hóa cơ cấu cây trồng. Trong đa dạng hóa cơ cấu cây trồng nhằm mục đích để hạn chế rủi ro trong quá trình tiêu thụ sản phẩm cũng như là để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Và để nâng cao chất lượng của nông sản cần phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của cây công nghiệp. Các em và thầy đã tìm hiểu xong phần phát triển cây công nghiệp lâu năm. Bây giờ mời các em qua thế mạnh tiếp theo là khai thác và chế biến lâm sản. Mời các em quan sát ốc lót trong 20. Các em quan sát màu sắc thể hiện trên bản đồ kết hợp với bản chú giải. Chúng ta thấy được hầu hết các tỉnh ở Tây Nguyên đều có tỷ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh là từ trên 40-60%. Trong đó đặc biệt hai tỉnh Kon Tum và tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ diện tích trồng rừng so với diện tích toàn tỉnh là trên 60%. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng tài nguyên rừng của Tây Nguyên rất đa dạng và giàu có. Điều này thể hiện ở diện tích và độ che phủ rừng lớn nhất cả nước. Vào thập niên 90 của thế kỷ 20, trong khi một số vùng ở nước ta có tài nguyên rừng cạn kiệt, thì rừng Tây Nguyên vẫn còn rất giàu có, chiếm khoảng 60% diện tích độ che phủ. Ở Tây Nguyên có nhiều loại cây gỗ quý và Tây Nguyên thực sự là kho vàng xanh của Tổ quốc. Với tài nguyên phong phú như vậy, việc khai thác lâm sản đó ra sao? Bây giờ mời các em qua phần thứ hai, đó là tình hình sản xuất. Mời các em xem đoạn video. Trong mỗi ký ức, mỗi câu chuyện và cuộc sống của người dân Tây Nguyên, rừng luôn được nhắc đến như một phần vô cùng quan trọng. Nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa thì điều đó có thể vĩnh viễn mất đi. Bởi màu xanh của những cánh rừng đang dần được thay thế bằng màu xanh của cây cao su hay vườn cây ăn quả. Cơn lốc phá rừng đã càn quét qua từng ngóc ngách, cuốn phăng hết nhiều giá trị, tạo nên đặc trưng của vùng văn hóa cồng chiêng. Lâm tặc phá rừng, còn chính quyền, những người bảo vệ rừng thì tiếp tay bao che để triệt hạ từng gốc cây. Gần chục năm trước, nhiều cánh rừng dâu ở Tây Nguyên bỗng chốc biến thành rừng nghèo khi giao cho các doanh nghiệp chuyển đổi trồng cao su. Để rồi từ đó, hàng trăm ngàn hecta rừng tự nhiên cứ lầm lũi biến mất theo những bánh xe tải. Không còn rừng có nghĩa là không còn Tây Nguyên. Chính phủ tuyên bố đóng cửa rừng. Một sự chờ đợi quá lâu nhưng chưa quá muộn để cứu rừng Tây Nguyên.
Một kế hoạch đồng bộ cần phải được thực hiện quyết liệt, phối hợp giữa nhiều ban ngành để giữ rừng. Bởi giữ rừng là giữ nước, mà giữ nước là giữ cái mưu sinh cũng như bản sắc của vùng đất đỏ Ba Gian. Qua đoạn video này chúng ta thấy được tình hình sản xuất về lâm sản của vùng, đó là nọn phá rừng do tan. Nọn phá rừng ở Tây Nguyên do tan nhằm hơn mục đích. Thứ nhất là phá rừng để lấy gỗ. Thứ hai là phá rừng để lấy đất trồng cây công nghiệp lâu năm. Nọn phá rừng do tan, chính vì vậy diện tích rừng suy giảm và sản lượng gỗ cũng suy giảm. Khai thác lâm sản của vùng chưa có hiệu quả, đó là phần lớn gỗ khai thác được xuất khẩu dưới dạng gỗ trồng và chưa qua chế biến. Các em quan sát hình ảnh, chúng ta thấy được đây là hình ảnh về cháy rừng ở Gia Lai trong năm vừa qua. Đây là hình ảnh về cháy rừng thông và mục đích chính của người dân là đốt rừng thông để lấy đất trồng cây công nghiệp lâu năm. Tây Nguyên cần phải có những giải pháp hợp lý để khai thác thế mạnh này. Bây giờ mời các em qua phần tiếp theo, đó là giải pháp để khai thác và chế biến lâm sản. Giải pháp thứ nhất đó là ngăn chặn nọn phá rừng. Và như trong đoạn video clip chúng ta xem được, thì trong đó nhiệm vụ cấp bách của chính phủ đặt ra đó là ngăn chặn nọn phá rừng bằng cách là đóng cửa rừng ở Tây Nguyên. Trong giải pháp thứ hai nữa là đẩy mạnh vô đất vô rừng về tay người dân. Và thứ ba là khai thác rừng hợp lý đi đâu với bảo vệ và trồng rừng. Để nâng cao chất lượng của chế biến lâm sản, cần phải đẩy mạnh phát triển các nhà máy chế biến gỗ. Hiện nay ở Tây Nguyên cũng đã hình thành một số nhà máy chế biến gỗ, đó là nhà máy chế biến lâm sản ở tỉnh Kon Tum, ở Gia Lai, ở Đắk Lắk, ở Đắk Nông và ở tỉnh Lâm Đồng. Như vậy các em cùng với thầy đã tìm hiểu xong phần thế mạnh thứ hai của vùng, đó là khai thác và chế biến lâm sản. Bây giờ mời các em qua phần bốn nhỏ là thế mạnh thứ ba của vùng Tây Nguyên, đó là khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi. Vùng Tây Nguyên là vùng có tài nguyên nước giàu dầu. Tài nguyên nước giàu dầu của vùng Tây Nguyên thể hiện ở trên ba con sông lớn, đó là sông Sê San, sông Sờ Rê Bóc và sông Đồng Nê. Các con sông này có lượng nước lớn, trải qua một vùng có địa hình dốc, chính vì vậy thuận lợi cho việc xây dựng các thủy điện. Vùng Tây Nguyên đã hình thành được các bậc thang thủy điện. Các em có biết bậc thang thủy điện là gì không? Bậc thang thủy điện là tập hợp các thủy điện mà lượng nước xả của hồ chứa nước ở nhà máy thủy điện bậc thang cây chiếm toàn bộ hoặc một phần lượng nước về hồ chứa của nhà máy thủy điện bậc thang dưới. Đồng thời giữa hai nhà máy thủy điện này không có hồ chứa nước điều tiết lớn hơn một tuần. Bây giờ mời các em quan sát hình ảnh và chúng ta tìm hiểu một số nhà máy thủy điện cũng như các bậc thang thủy điện ở trên các con sông vùng Tây Nguyên. Đầu tiên là sông Sê San. Sông Sê San có tổng trữ năng khai thác khoảng 1.500 MW. Với các nhà máy thủy điện như Yali, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4 và ngoài ra còn có thủy điện Phlai Krom. Ở trên sông Sê San này hình thành khoảng 5 bậc thang thủy điện. Bây giờ các em tìm hiểu tới con sông thứ hai, đó là sông Sờ Rê Bóc. Sông Sờ Rê Bóc với tổng trữ năng khai thác khoảng 600 MW. Với 6 bậc thang thủy điện. Với các nhà máy thủy điện như Buôn Cua Ốc, Đờ Rây Hờ Linh, Đức Chim, Sờ Rê Bóc 3, Sờ Rê Bóc 4, Buôn Tua Sờ Ra. Sông Đồng Nê với tổng trữ năng khai thác khoảng 820 MW. Hình thành khoảng 4 bậc thang thủy điện với các nhà máy thủy điện như Đo Nhiêm, Đệ Ninh, Đồng Nê 3, Đồng Nê 4. Bây giờ mời các em quan sát một số hình ảnh về một số thủy điện của vùng Tây Nguyên. Đây là thủy điện Đo Nhiêm. Đây là thủy điện đầu tiên của vùng Tây Nguyên
được bắt đầu xây dựng vào tháng 4 năm 1961 và hoàn thành vào tháng 12 năm 1964. Thủy điện này nằm tại ranh giới của tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. Nó được xây dựng ở bậc thang đầu tiên của dòng sông Đồng Nai. Thủy điện thứ hai là thủy điện Ioli. Đây là thủy điện có công suất lớn nhất của vùng Tây Nguyên. Thủy điện này ở tỉnh Gia Lai. Nó được xây dựng ở bậc thang thứ ba của dòng sông Sê Son. Việc phát triển thủy điện ngoài cung cấp nguồn năng lượng lớn cho vùng còn mang lại nhiều ý nghĩa to lớn khác. Ý nghĩa thứ nhất đó là thúc đẩy công nghiệp của vùng phát triển, trong đó là đặc biệt là công nghiệp khai thác và chế biến bột nhôm từ quặng bauxit của vùng. Thứ hai là từ các hồ chứa nước giải quyết được nước tưới trong mùa khô cho vùng. Thứ ba là thuận lợi cho việc phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản. Như vậy, các em đã tìm hiểu phần khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi của vùng. Chúng ta vừa tìm hiểu phần khai quốc chung và ba thế mạnh lớn của vùng Tây Nguyên. Bây giờ, mời các em tổng hợp kiến thức của bài này. Vùng Tây Nguyên. Về điều kiện tự nhiên là có cao nguyên đất Bo Giòn, có khí hậu cận xích đạo, có tiềm năng thủy điện lớn và rừng giàu lâm sản. Về kinh tế xã hội, Tây Nguyên là nơi cư trú của nhiều đồng bào dân tộc ít người. Ở đây có mật độ dân cư thưa thớt, cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Ở vùng Tây Nguyên có nhiều thế mạnh để phát triển cây công nghiệp lâu năm, khai thác lâm sản và khai thác thủy điện. Khi khai thác, các thế mạnh này có hiệu quả, làm cho vùng Tây Nguyên có thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đẩy mạnh được quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, phân bố lại dân cư, giải quyết việc làm và tạo ra tập quán sản xuất mới cho đồng bào các dân tộc. Đồng thời, ở đây còn khai thác hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng. Bây giờ, mời các em vô phần câu hỏi củng cố. Câu hỏi số 1. Điểm nổ sau đây không đúng với vị trí địa lý của vùng Tây Nguyên. A. Tiếp giáp với biển Đông rộng lớn. B. Liền kề với vùng Đông Nam Bộ. C. Giáp với Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. D. Tiếp giáp với duyên hải Nam Trung Bộ. Như vậy chúng ta biết rằng vùng Tây Nguyên toàn bộ phần phía Tây giáp với Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Phía Bắc, Đông và Đông Nam tiếp giáp với vùng kinh tế duyên hải Nam Trung Bộ và liên kề với vùng Đông Nam Bộ ở phía Tây Nam. Như vậy, phương án đúng là phương án A, tiếp giáp với biển Đông rộng lớn. Câu hỏi số 2. Vấn đề nổi cộm trong phát triển rừng ở Tây Nguyên hiện nay là A. Công tác trồng rừng gặp nhiều khó khăn. B. Môi trường sống của các loài chi thú bị thu hẹp. C. Các vườn quốc gia bị khai thác bừa bãi. D. Tình trạng khai thác rừng bất hợp lý. Qua đoạn video chúng ta xem được thì trong đó tình hình nổi cộm nhất trong phát triển rừng ở Tây Nguyên đó là tình trạng khai thác rừng bất hợp lý. Phương án D là phương án đúng. Câu 3. Thủy điện Ioli được xây dựng trên hệ thống sông nổ sau đây của vùng Tây Nguyên. A. Sông Đồng Nai. B. Sông Cờ Rông Ona. C. Sông Sê Son. Và D. Sông Sờ Rê Bóc. Như vậy, chúng ta vừa xem hình, chúng ta thấy được thủy điện Ioli là thủy điện có công suất lớn nhất của vùng Tây Nguyên, được xây dựng ở bậc thang thứ 3 của dòng sông Sê Son. Chính vì vậy, chúng ta chọn ý đúng là ý C. Câu 4. Việc phát triển chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên chủ yếu dựa vào thuận lợi nào sau đây? A. Đất Bo Giòn có diện tích rộng, giống cây trồng có chất lượng tốt. B. Đất Bo Giòn trên những mặt bằng rộng, nguồn nước dồi dào. C. Khí hậu mát mẻ trên các cao nguyên cao trên 1.000 mét, đất tốt. D. Khí hậu có tính chất cận xích đạo, diện tích đất Bo Giòn rộng lớn. Như chúng ta đã tìm hiểu, thì phát triển cây công nghiệp lâu năm chủ yếu dựa vào đặc điểm sinh thế của loại cây trồng. Đặc điểm sinh thế này phụ thuộc vào hai yếu tố chính, đó là khí hậu và đất trồng. Như vậy, với câu hỏi trắc nghiệm này, chúng ta thấy rằng khí hậu và đất trồng
có tác động đến việc phát triển cây công nghiệp lâu năm, nên chúng ta chọn ý đúng là ý D. Câu hỏi số 5. Phát biểu nào sau đây không đúng với sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên? A. Vùng chuyên canh cây cao su lớn thứ hai ở nước ta. B. Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích trồng chè. C. Vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước. Và D. Vùng chuyên canh cây cà phê lớn nhất ở nước ta. Như vậy, qua tổng hợp bài học chúng ta thấy rằng Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn thứ hai cả nước. Phương án C là phương án là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước. Như vậy, ý C là ý không đúng và chúng ta chọn ý C. Như vậy, các em đã cùng với thầy tìm hiểu xong bờ khơi thoát thế mạnh ở Tây Nguyên. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.